giờ làm sao để quên tháng năm đó in sâu vào trong tim. Ngày nào dòng chơi đã bỏ quên những âu sầu, mùa hạ say màu nắng khát khao những cơn mưa rào thân yêu. Ta từ nhau có những thứ ta chưa kịp nói ra, ngập ngừng nhìn ra trời mơ ngày xưa kia, những cánh hoa rơi khắp muôn nơi, lòng ai cảm thấy xôn xao. Từng ngày êm ấm bao la ở chốn này, đường đi phía trước thêm trong gai, hoa trong cơn bão, mơ ước bay cao tận chân trời. Bạn tôi vẫn hiên ngang, có những câu ca dường không lời, nghẹn trong phút giây này. Ngày tháng không về đây nữa, có những nỗi nhớ phấn rơi, dòng nhật ký mãi mãi trắng phai, chỉ mong rằng cảm xúc như ngày đầu tiên. Giờ làm sao để quên tháng năm đó in sâu vào trong tim. Ngày nào dòng chơi đã bỏ quên những âu sầu, mùa hạ say màu nắng khát khao những cơn mưa rào thân yêu. Ta từ nhau có những thứ ta chưa kịp nói ra. Sau hôm nay có chút nắng còn vương nơi sân trường. Sau hôm nay giây phút ấy ô sao mà thân thương. Sau hôm nay tay còn đang lên nhau bao lời ca khi xa ai vẫn vương. Viết cách thời cấp ba là những ngày chưa nhập ngủ, bạn bè không hẹn mà khi nào cũng tụ tập đủ. Muôn ngàn tâm tình bạn và tôi luôn ấp ủ và cất giữ từ những giây phút hay cây bút hay cả quyển tập cũ. Đường dài còn phía trước, không ai sẽ trông gai, vẫn cứ bước bên nhau đừng để lãng phí thời gian. Vì trời ban cho ta gặp gỡ là hỏi chí trời nam. Vì có đi thì cũng có đến, có nhớ thì cũng khó quên, nhưng tình cảm đã trao không thể nào kết tên. Giờ thì làm sao để quên, giờ làm sao để quên tháng năm đó in sâu vào trong tim. Ngày nào dòng chơi đã bỏ quên những âu sầu, mùa hạ say màu nắng khát khao những cơn mưa rào thân yêu. Ta từ nhau có những thứ ta chưa kịp nói ra. Giờ làm sao để quên tháng năm đó in sâu vào trong tim. Ngày nào dòng chơi đã bỏ quên những âu sầu, mùa hạ say màu nắng khát khao những cơn mưa rào thân yêu. Ta từ nhau có những thứ ta chưa kịp nói ra. Vừa mới đây thôi, 25 năm chúng ta đã rời xa mái trường thân yêu từ cái mùa vượt đó. Ngày hôm nay, cũng trong cái nắng chói chang của đầu mùa hạ, thật hạnh phúc và xúc động khi các thầy cô và các bạn chúng ta đã tạm gác lại những lo âu, bận rộn của cuộc sống để giờ phút này có thể ngồi lại bên nhau. Câu chuyện cũ mới sẽ mãi là hành trình thanh xuân tươi đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Xin thay mặt cho các học sinh niên khóa 1995-1998, xin kính chúc các thầy cô và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Tiến Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy sẽ có những bó hoa tươi thắm
để tặng cho hội khóa ngày hôm nay. Chặng đường bỗng như thêm xa, có những lần ta khẽ bước bên nhau, có những tình yêu chưa một lần quên. Đời em một góc sân trường, ta áo bay thật dịu dàng cùng em nhẹ qua con phố. Một tiếng gọi đàn cất lên, muôn tiếng đáp lại, và hôm nay muôn cánh chim từ muôn phương xa đã về đây, về ngôi nhà chung một thời chúng ta đã cùng gắn bó. Một quãng đời của các em tuy không dài nhưng nó cũng là một những thời khắc rất đáng nhớ, để bây giờ ngồi bên nhau đi trên sân trường này, để nhìn mỗi khung cửa, mỗi phòng học, mỗi gốc cây không vô chi nữa, mà tất cả đã trở thành kỷ niệm, đã là vui buồn, giận hờn và cả những bực dọc của 25 năm về trước, tất cả trở thành hành trang để các em vào đời. Các em nói nhiều về công lao thầy cô, nhưng mà xin phép đại diện cho các thầy cô cũng chia sẻ thật như sau. Có lẽ những bài học của thầy cô trong nhà trường 3 năm đối với các em, nó chỉ là những viên gạch đầu tiên đặt những nền tảng, đặt nền móng để các em có một cái điểm tựa vững chắc, và khi ra trường các em có tâm thế, có đủ độ rộng mở để đón những cái bài học lớn của cuộc đời. Và hôm nay trở lại đây, bên cạnh những mái đầu đã điểm xương của thầy của cô, nhận ra trên mái đầu học trò cũng đã lưa thưa sợi bạc, cô mới thấm thía rằng thời gian thật là nghiệt ngã. Và 25 năm qua, các em cũng đã đón nhận được những bài học lớn của cuộc đời để trở thành. Chia sẻ của các đại biểu khách mời, các thầy cô và toàn thể các bạn, để thực hiện được mong muốn đó cần nắm sự vào cuộc chung tay của mỗi thành viên hội khóa và chúng ta có mặt ở đây. Ban liên lạc hội khóa chúng em xin cảm ơn sự hiện diện của các thầy cô giáo, các vị đại biểu khách mời, cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức hội khóa thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã sắp xếp thời gian trở về thăm trường xưa và có mặt tại hội khóa thật nhiều ý nghĩa. Cuối cùng, em xin kính chúc buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm ra trường thật vui vẻ, thật ý nghĩa, là một ngày tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Thay mặt cho ban tổ chức ban liên lạc hội khóa 1995-1998, xin bày tỏ lòng tri ân, lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo, đại biểu khách mời và các bạn
cựu học sinh đã dành thời gian, tình cảm về dự hội khóa lần thứ nhất của chúng em được tổ chức tại mái trường thân yêu này. Xin trân trọng cảm ơn.
và trong những kỷ niệm xưa.